Trước mắt khuyên giả, anh Nguyên đang test và giới thiệu về một hát có tổng đầu tư là 22 triệu. Anh em có thể chơi được phòng từ 40 m² trở xuống nhá, bao gồm một cặp loa nhập khẩu chính hãng đến từ Ý nhá, Motivity Bass 40, MTB 15, hát cực hay, nghe nhạc cực phê, một con đẩy liền vang số liền micro, tức là 3 trong 1, tích hợp công nghệ mới nhất, có khả năng xử lý nhạc rất hay, coi như là chống ú gần như tuyệt đối khi anh em karaoke, tiếng mic bay bổng và sáng. Mời các bác và anh em cùng nghe một đoạn nhạc nhé. Đối với bộ hát 22 triệu, tất cả là mới tinh, nhập khẩu chính hãng, đồ xịn quá nhá. Ôi em lại khóc, bàn tay đã níu lại xin thời gian chưa qua mau. Ngày xa thành phố, nỗi vui cũng nỗi buồn đầy ắp ba lô nặng lắm. Tám thằng trong chúng tôi đưa nghiêng vai ngồi tiếc nuối, quanh tay nhìn trời, xa nhau trong vài giờ, không gian thì lại cách xa ngút ngàn. Rồi em ơi, gió sông Hương lạnh lắm, phải chăng sông núi lạnh hay tại vì anh xa là nghe tiếng kép, có những tiếng bát và lời của dòng loa này rất hay luôn nhá. Đây dòng loa phải nói là rất nhiều bác đang dùng và rất mến mộ về chất âm của dòng loa Motivity, độ bền rất cao anh em nhá. Đây thử tiếng micro anh em cùng nghe bộ nó chỉ có 22 triệu, hay nào nhá. Một bộ hát 22 triệu quá nhá, có thể chơi không gian từ tầm 40 m² trở xuống, rất nhỏ gọn và công nghệ vô cùng cao. Một cặp loa Motivity đến từ châu Âu và một chiếc đẩy kết hợp vang số và micro, xử lý tiếng mic cực hay, sống rít rất tốt và nhạc rất đậm mềm và mạnh mẽ. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mọi mệt. Trên hai vai ta đôi vòng nhật nguyệt, rồi suốt trăm năm một cõi đi về. Lời nào bỏ cây, lời nào bỏ đà, một trường ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua. Vừa tăng mùa xuân, vừa tăng mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sống còn ở lại. Còn tim yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiền bóng to người. Được rồi bạn, hát rất là hay. Echo nó nhảy rất là đều và đúng luôn, rất đều và đúng rồi. Tốc hợp được một con đầy diện vang ở lúc này thì có thể kê bất kể về chính nào cho gia đình cũng được. Cái tổ rất là nhỏ, rất ghê được.
hồi xuân rất mạnh luôn và nhạc hay lắm. Đọc là một tin cực kỳ dễ nghe. Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa, mưa bay trong cát bay từng hạt nhỏ, trăm năm có biên chưa từng hồi ngỏ, chẳng biết nơi nào là chốn quê. Đường xe vòng quanh một bằng tiêu đi, một bờ cỏ nó, một bờ mộng mị. Ngày xưa từng nơi xa dương là lời mộ đi, từng nơi bề sớm nghe ra từ đồ suối nghe. Trong khi ta về lại nhất ta đi, đi lên lót ca, đi về điện dạo. Đôi tay nhân gian chưa từng đổ đường, ngọn gió hoa vô tuổi bước sân thiên. Tuyệt vời quá nhé. Đơn giản thôi nhá, gọn nhẹ hiệu quả đấy. Cái này thì báo cáo bác một cặp loa nhập khẩu chính hãng của Motivity nhá. Con này là tất cả các driver nhập khẩu từ Ý nhá, nó dòng loa châu Âu ạ, và có rất nhiều khán giả đang dùng loa này đánh giá rất tốt. Mát 40 từ 19 đến 16 tép kè, chơi không gian từ 40V là xuống, loa mới trăm, cho nên bác mà sắm dòng loa bác không phải nghĩ, nghe nhạc vàng Borizo Z-Mix hát karaoke rất hay không nhá. Công suất là 400W, mắc 1.400 đấy. Và một con đẩy liền vang liền mic bên này. Đây, một con đẩy này tên là gọi âm ly đấy. Nó làm cho này một chiếc băng số đấy. Mà con băng số rất hiện đại nhá, tất cả các trình điều khiển là cả vững hết. Đây này, y cái điện thoại các bác đấy. Thấy ạ? Và đi kèm là một mic không dây, hai tay mic. Anh em phải chơi mic ngoài được nhá, này lỗ cắm bên ngoài này thoải mái. Đằng sau có này, đằng trước có. Và cái này thì nó tích hợp rất nhiều cái chuẩn để kết nối, ví dụ chuẩn DVD cũng nhá. Đấy. DVD này, quang này, Bluetooth MP3 này. Đấy, rồi là HDMI 1.2.3 này. Rồi là HDMI 3 này, ARC cũng nhá. Rất nhiều thứ luôn, hỗ trợ cả cổng ra cho anh em để cắm với những cái chiếc cũng như đẩy hoặc âm ly cũng này. Đấy. Cổng ra nép dài này, cổng ra center sub này, cổng vào AUX này, HDMI này, lỗ mic đằng sau này. Rất kẹp loa, rất lưu trích chuyên nghiệp này, anten cũng nhá. Và tút này, hôm nay anh em mà đi hát văn những cái hay làm xe du lịch lắp vào thì tuyệt vời nhé. Giá 7 triệu, đô la 15 triệu. Mọi tin mua sắm phối ghép liên hệ với em số máy 0936 583 110. Cả bộ này 22 triệu nhé. Rất là hay luôn. Anh con chào bác nhé.